Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 51: An định thư thái. Phật ở trên kinh dạy cho chúng ta động tác vững vàng, an định thư thái. Việc này thực tế ra chính là tu dưỡng. An định thư thái là chậm rãi, chính là ngay trong cuộc sống hàng ngày, nhất cử nhất động không nên nóng vội. Phải học ổn định, phải học an tường. Động tác vững vàng, an định thư thái, người xưa rất chú trọng đối với phương diện này, chính là ngày nay chúng ta gọi là phong độ. Nghi thái rất là trọng thị. Người hiện tại không xem trọng đối với việc này. Ở cái xã hội hiện đại ngày nay, mỗi một người tâm khí đều bao trao. Đây không phải là một việc tốt. Một người chân thật có đại phước đức, người có đại trí tuệ, họ ở ngay trong cuộc sống thường ngày, cử chỉ nhất định đoan trang tề chỉnh, ổn định an tường, tâm khí tuyệt đối không bao chao, tâm khí tuyệt đối không nóng vội. Phàm hễ là người nóng vội thì thành tựu đều rất có hạn. Từ xưa đến nay, người xây đại công, lập đại nghiệp, thái độ đều là rất đoan trang, tâm an, thân an, tâm định. Mấy cái việc như vậy, họ chân thật đều làm được. Thư thái chậm rãi, rất là ổn định, rất là an tường. Một chút hiện tượng nóng vội cũng đều không có. Động tác vững vàng, an định thư thái. Đây là dạy bảo của Phật, chúng ta nhất định phải học. Ngày trước chúng ta ở trong gia thư của Ngài Tăng Quốc Phiên, trong gia huấn này, xem thấy ông dạy bảo cháu nội của ông đối với vãn bối của ông. Tăng tiên sinh rất là xem trọng đối với bốn chữ an định thư thái này. Nói chuyện phải chậm rãi, đi đường phải thư thái, không cho phép bạn nóng vội. Khi làm việc cũng yêu cầu bạn từ từ mà làm. Mọi thứ đều phải làm được thiết thực, ông yêu cầu như vậy. Tối kỵ nhất chính là tâm khí nóng vội. Như vậy thì không thể thành được đại công, lập thành đại nghiệp. Muốn thành đại công, lập đại nghiệp, nhất định phải an định thư thái. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật.